khám phá cái thiên hướng của bạn, sứ mệnh cuộc đời. Bạn sở hữu một dàn nội lực luôn tìm cách dẫn dắt bạn tới sứ mệnh cuộc đời, điều bạn được sinh ra để hoàn thành trong cuộc đời bạn. Khi còn nhỏ, nội lực này là rất rõ ràng với bạn. Nó hướng bạn tới những hoạt động và chủ đề thích hợp với thiên hướng tự nhiên của bạn. Đánh thức lên trong bạn cảm giác tò mò vốn mang tính bản năng và sâu thẳm. Trong những năm tiếp theo, nội lực này có xu hướng mờ nhạt dần, ít hiền diện hơn khi bạn lắng nghe cha mẹ và bạn bè nhiều hơn. Ngày càng bị cuốn vào những nỗi lo hàng ngày. Đây có thể là nguồn gốc nỗi bất hạnh của bạn. Mất đi mối liên hệ với bản chất con người bạn, với những điều làm bạn trở thành duy nhất. Bước đi đầu tiên hướng tới làm chủ luôn là hướng nội. Tìm hiểu con người thực sự của bạn, tái lập mối liên hệ với sức mạnh nội tại đó. Hiểu rõ điều này, bạn sẽ tìm ra cho mình con đường tới một sự nghiệp thích hợp và mọi việc trở nên rõ ràng. Sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu quá trình này. Sức mạnh tiềm ẩn. Vào cuối tháng 4 năm 1519, sau nhiều tháng đau ốm, nghệ sĩ Leonardo da Vinci cảm thấy chắc chắn ông chỉ còn sống được vài ngày nữa. Trong 2 năm trước đó, Leonardo đã sống trong lâu đài Clos tại Pháp vì là khách mời của vua Pháp Francis I. Nhà vua đã hào phóng ban tặng tiền bạc và vinh dự cho ông, coi ông như hiện thân sống của thời đại phục hưng Italia vốn dĩ. Vua muốn du nhập vào Pháp. Leonardo đã rất hữu ích cho nhà vua, đưa ra lời khuyên cho nhà vua trong nhiều vấn đề quan trọng. Nhưng giờ đây, ở tuổi 67, cuộc đời ông sắp kết thúc và dòng suy nghĩ của ông hướng sang những vấn đề khác. Ông lập di chúc, nhận lễ sức dầu thánh tại nhà thờ rồi trở lại giường chờ đoàn kết tới. Trong khi ông nằm đó, một số bạn bè, trong đó có cả nhà vua, tới thăm ông. Họ nhận thấy Leonardo có vẻ rất trầm tư. Ông không phải là người luôn thích nói về bản thân, nhưng giờ đây ông chia sẻ đủ loại ký ức từ thời thơ ấu và tuổi thanh niên của mình, hồi tưởng lại con đường kỳ lạ khó tin của cuộc đời mình. Leonardo luôn có cảm nhận mạnh mẽ về định mệnh, và trong nhiều năm, một câu hỏi đã đặc biệt ám ảnh ông: liệu có tồn tại một lực lượng nào đó trong nội tại làm mọi sinh vật sống trưởng thành và chuyển biến hay không? Nếu một sức mạnh như thế tồn tại trong tự nhiên thì ông muốn khám phá nó, và ông tìm kiếm những dấu hiệu của nó trong mọi thứ mà ông nghiên cứu. Điều này trở thành một nỗi ám ảnh, và giờ đây, vào những thời khắc cuối cùng của đời mình, sau khi bạn bè đã để cho Leonardo ở lại một mình, ông gần như chắc chắn đã áp dụng câu hỏi này dưới một hình thức nào đó khi nhìn nhận bí ẩn của chính cuộc đời ông. Tìm kiếm dấu vết của một sức mạnh hay định mệnh đã đem đến sự thành công của bản thân ông, dẫn dắt ông tới hiện tại. Có thể Leonardo đã bắt đầu cuộc tìm kiếm này bằng cách hồi tưởng lại thời thơ ấu của ông tại ngôi làng Vinci, nằm cách Florence khoảng 10 dặm. Cha ông là Pietro da Vinci là một trường khế và một thành viên có địa vị trong giới tư sản quyền thế. Nhưng vì Leonardo là con ngoài giá thú, ông bị tước mất cơ hội học đại học hay theo đuổi bất cứ nghề nghiệp cao quý nào. Học vấn ông được thụ hưởng do đó rất hạn chế, và khi còn là một đứa trẻ, Leonardo hầu như bỏ mặc để tự xoay sở. Cậu bé Leonardo thích nhất là lang thang qua những vườn ô liu quanh làng Vinci, hay thả bước theo một con đường dẫn tới một phần phong cảnh khác hẳn. những vạt rừng rầm đầy lợn lòi, những thác nước đổ xuống, các dòng suối chảy xiết, thiên nga bơi lội trong hồ, những loài hoa dại lung mọc trên các vách đá. Cuộc sống muôn màu đa dạng trong những khu rừng này làm cậu say mê. Một ngày kia, cậu bé lén chui vào phòng làm việc của cha để xoáy vài tờ giấy, một loài vật phẩm tương đối hiếm vào thời ấy. Nhưng người cha trường khế của cậu vì nghề nghiệp lại luôn có rất sẵn. Cậu bé mang những tờ giấy theo trong chuyến dạo chơi vào rừng và ngồi xuống một tảng đá. Cậu bắt đầu kỹ hòa lại nhiều thứ nhìn thấy xung quanh. Cậu bé liên tục trở lại khu rừng hết ngày này qua ngày khác để tiếp tục kỹ hòa mỗi lúc một nhiều hơn. Thậm chí, ngay cả khi thời tiết xấu, cậu cũng ngồi dưới một nơi trú ẩn nào đó và vẽ. Leonardo không có thầy, không có bức tranh nào để học theo. Cậu tìm hiểu mọi thứ bằng mắt, lấy thiên nhiên làm mẫu. Cậu nhận ra rằng khi vẽ lại sự vật, cậu cần quan sát chúng kỹ lưỡng hơn nhiều, nắm bắt lấy các chi tiết để làm chúng trở nên sống động. Một lần Leonardo kỹ hòa một bông diên vĩ trắng, và trong lúc quan sát bông diên vĩ thật kỹ lưỡng, cậu bị thu hút bởi quá trình hình thành của nó. Bông diên vĩ bắt đầu từ một hạt giống, rồi sau đó trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Tất cả những giai đoạn đó đều được cậu thiếu niên vẽ lại trong vài năm vừa qua. Điều đã giúp loài cây này phát triển qua những giai đoạn trưởng thành của nó, để rồi cuối cùng tạo nên một bông hoa lồng lẫy này, không giống bất kỳ bông hoa nào khác. Có lẽ loài hoa này sở hữu một sức mạnh thúc đẩy nó trải qua những quá trình biến chuyển đó. Leonardo sẽ còn ngẫm nghĩ tới sự biến hình của các loài hoa trong nhiều năm tiếp theo. Nằm một mình trên giường chờ chết, Leonardo hẳn đã hồi tưởng lại những năm học việc đầu tiên của ông tài xưởng vẽ nghệ sĩ người Florence Andrea de Verrocchio. Cậu thiếu niên được nhận vào học việc từ năm 4 tuổi nhờ những bức vẽ ấn tượng của cậu. Verrocchio hướng dẫn cho người thợ học việc mọi môn khoa học cần thiết để thực hiện công việc trong xưởng của ông: thiết kế, cơ khí, hóa học và luyện kim. Leonardo háo hức muốn học tất cả các kỹ năng này, nhưng rồi sớm phát hiện ra một thứ khác hẳn. Nó nằm trong nội tâm của mình. Ông không thể chỉ đơn giản thực hiện một đơn đặt hàng. Ông cần làm cho tác phẩm trở thành một thứ riêng của ông, sáng tác ra nó thay vì bắt chước thầy. Có lần, như một phần công việc tài xưởng, ông được yêu cầu vẽ một thiên thần trong một bức tranh diễn đạt cảnh kinh thánh lớn hơn do Verrocchio thiết kế. Người thợ trẻ quyết định ông sẽ làm phần mình phụ trách trong bức họa trở nên sống động theo cách riêng của ông. Ở tiền cảnh, trước mặt thiên thần, ông vẽ một vạt hoa, nhưng thay vì cách thể hiện chung chung thường thấy, Leonardo thể hiện các loài hoa ông đã nghiên cứu rất chi tiết khi còn là một đứa trẻ. Với sự chính xác, nghiêm khắc, đầy tính khoa học trước đó chưa từng ai thấy. Để vẽ khuôn mặt thiên thần, ông thử nghiệm các loài màu và tạo ra một cách phối màu mới, đem đến cho khuôn mặt vẻ rạng rỡ, nhẹ nhàng, thể hiện vẻ thanh cao tột bậc của vị thiên thần. Để giúp tạo nên dáng vẻ này, Leonardo đã dành nhiều thời gian để tới nhà thờ địa phương, theo dõi những người đang sốt sắng cầu nguyện. Trong đó, mặt của một thanh niên đã được dùng làm hình mẫu cho thiên thần. Và cuối cùng, ông quyết định sẽ là nghệ sĩ đầu tiên thể hiện một đối cảnh theo phong cách tả thực cho thiên thần. Nhằm mục đích này, ông ra chợ mua một số chim. Ông dành ra hàng giờ phát thảo lại cánh của chúng, thể hiện chính xác cách đôi cánh gắn vào cơ thể. Ông muốn tạo nên cảm giác đôi cánh mọc lên từ đôi vai thiên thần và sắp sửa bay lên một cách tự nhiên. Như thường lệ, Leonardo không dừng lại ở đó. Khi tác phẩm hoàn tất, ông bỗng nhiên bị ám ảnh bởi những con chim, và trong đầu ông dần hình thành ý nghĩ rằng cả con người cũng có thể thực sự bay được. Nếu Leonardo khám phá ra cơ chế khoa học đằng sau khả năng bay, vậy là trong vài giờ mỗi tuần ông đọc và nghiên cứu mọi thứ có thể về các loài chim. Đây là phương thức hoạt động tự nhiên của bộ óc ông, một ý tưởng dẫn tới một ý tưởng khác. Leonardo chắc chắn đã hồi tưởng lại thời điểm nặng nề nhất trong cuộc đời của ông, năm 1481. Giáo hoàng đã yêu cầu Lorenzo de Medici giới thiệu cho mình người nghệ sĩ xuất sắc nhất ở Florence để trang trí nhà nguyện ông vừa xây dựng, nhà nguyện Sistine. Lorenzo tuân lệnh và cử đến Rome tất cả nghệ sĩ giỏi nhất Florence, ngoài trừ Leonardo. Hai con người này chưa bao giờ thực sự hòa hợp. Lorenzo là một người có học thức, nghiêng về trường phái cổ điển. Leonardo không biết tiếng Latin và có rất ít kiến thức về thời cổ đại. Về bản chất, ông có xu hướng của một nhà khoa học nhiều hơn. Nhưng gốc rễ tâm trạng cay đắng của Leonardo trong lần thất sủng này là một chuyện khác. Ông đã trở nên căm ghét sự phụ thuộc vốn áp đặt lên các nghệ sĩ để giành được sự sủng ái từ hoàng gia. Việc phải sống từ đơn đặt hàng này qua đơn đặt hàng khác, ông đã chán ngậy Florence cũng như các chính sách của triều đình cai trị tại đây. Ông quyết định sẽ thay đổi mọi thứ trong đời mình. Ông sẽ tự lập nghiệp tại Milan và thiết lập một chiến lược mới để kiếm sống. Ông sẽ không chỉ đơn thuần là nghệ sĩ, ông sẽ theo đuổi mọi ngành kỹ thuật và khoa học khiến ông quan tâm: kiến trúc, kỹ thuật quân sự, thủy lực học, giải phẫu học, điêu khắc. Với bất cứ ông hoàng hay nhà bảo trợ nào muốn mình, ông sẽ phụng sự như một quân sư và nghệ sĩ toàn năng. Để đổi lấy đại ngộ đàng hoàng, ông nhận thấy tư duy của mình hoạt động tốt nhất khi phải giải quyết cùng lúc nhiều dự án khác nhau, cho phép ông thiết lập đủ loài liên hệ giữa chúng. Tiếp tục nhìn lại đời mình, hẳn Leonardo đã hồi tưởng tới đơn đặt hàng lớn ông đã nhận trong giai đoạn mới này của đời mình, một bức tượng người bằng đồng thau khổng lồ ở tư thế đang cưỡi ngựa, để tưởng nhớ Francesco Sforza, một phù thân công tước Milan đang tại vị. Thách thức này quả là không thể cưỡng lại nổi với ông. Bức tường sẽ có kích cỡ chưa ai từng thấy kể từ thời Rome cổ đại. Và đúc một bức tường lớn như thế bằng đồng thau sẽ là một kỳ công kỹ thuật làm choạng vạng mọi nghệ sĩ vào thời đại của ông. Leonardo tập trung vào thiết kế trong nhiều tháng, và để thử nghiệm, ông đắp một bức tường bằng đất nung và đem trưng bày tại quảng trường rộng nhất ở Milan. Bức tường quá khổng lồ, bằng kích thước một tòa nhà lớn. Dân chúng đã sụp lại ngắm nhìn nó đầy sững sờ trước kích thước bức tường. Tư thế kiêu hãnh của con ngựa đã được nghệ sĩ thể hiện lại, một ấn tượng oai hùng đáng sợ mà bức tường tạo nên. Tin đồn nhanh chóng lan đi khắp Italia về kỳ quan này, và người ta nóng lòng chờ đợi nó được tái hiện bằng đồng thau. Để đúc tường, Leonardo phát minh ra một phương pháp đúc hoàn toàn mới. Thay vì chia nhỏ phần khuôn đúc con ngựa thành từng phần, Leonardo sẽ dựng khuôn thành một khối duy nhất, sử dụng một hỗn hợp vật liệu mới ông sáng chế ra, rồi đúc nguyên khối con ngựa. Phương pháp này sẽ đem đến cho con ngựa dáng vẻ hoàn chỉnh và tự nhiên hơn. Nhưng vài tháng sau, chiến tranh nổ ra và công tước cần dùng toàn bộ đồng thau có thể huy động được cho pháo binh. Cuối cùng, bức tường đất nung bị dỡ xuống và con ngựa không bao giờ được tạo ra. Những nghệ sĩ khác giễu cợt sự điên rồ của Leonardo. Ông đã mất quá nhiều thời gian để tìm ra giải pháp hoàn mỹ đến mức thật tự nhiên khi các biến cố thực tế đã cùng nhau chống lại ông. Có lần đến cả Michelangelo, cũng chế nhạo Leonardo. Ông là người đã làm ra mô hình một con ngựa mà ông đã không bao giờ đúc được bằng đồng thau và phải từ bỏ trong hổ thẹn. Vậy mà đám người Milan ngu ngốc lại tin tưởng ông sao? Leonardo đã quen với những lời nhạo báng như vậy về chuyện ông làm việc quá chậm chạp. Nhưng trên thực tế, ông không hề hối tiếc gì từ trải nghiệm kể trên. Ông đã có cơ hội thử nghiệm các ý tưởng của mình về kỹ thuật thực hiện các dự án với kích thước lớn. Ông sẽ áp dụng kiến thức này vào việc khác. Dù thế nào đi nữa, ông không mấy bận tâm đến thành phẩm cuối cùng. Quá trình tìm kiếm và sáng tạo mới là điều luôn làm ông phấn khích. Nhìn lại cuộc đời mình theo cách này, hẳn ông đã thấy rõ ràng dấu ấn của một sức mạnh ẩn chứa trong nội tâm của mình. Khi còn là một cậu bé, sức mạnh này đã lôi kéo ông từ những vùng phong cảnh hoang dã nhất, nơi ông có thể quan sát sự đa dạng của sự sống một cách ấn tượng và sống động nhất. Cũng chính sức mạnh đó đã buộc ông lấy trộm giấy của người cha và dành thời gian vẽ kỹ họa. Nó thôi thúc ông thử nghiệm khi làm cho Verrocchio. Nó dắt ông rời khỏi triều đình Florence và rời khỏi những cái tôi bấp bênh vốn đang phát triển mạnh trong giới nghệ sĩ. Nó thúc đẩy ông tới tận cùng của tạo bảo, những công trình điêu khắc đồ sộ, nỗ lực để bay lên, hay việc giải phẫu hàng trăm xác chết để nghiên cứu về cấu tạo giải phẫu của con người. Tất cả để khám phá ra tinh hoa của chính cuộc sống. Nhìn từ góc độ thuần lời này, mọi thứ trong cuộc đời ông đều có ý nghĩa. Việc sinh ra ngoài giả thụ kỳ thực lại là một lợi thế. Nó cho phép ông tự phát triển theo cách của mình. Thậm chí việc dạy sẵn cỏ trong nhà ông dường như cũng là sự sắp xếp của đình mệnh. Sẽ như thế nào nếu ông cưỡng lại sức mạnh nội tại kia? Sẽ ra sao nếu sau khi bị loại không được tham gia trang trí nhà Nguyễn Sistine, ông vẫn một mực tới Rome cũng như những người khác, cố tìm cách lọt vào mắt xanh giáo hoàng thay vì tìm kiếm con đường riêng? Ông có thể làm vậy lắm chứ? Sẽ thế nào nếu ông chuyên trụ vào vẽ tranh để có được cuộc sống tốt? Sẽ ra sao nếu ông giống như những người khác hoàn thành tác phẩm của mình nhanh hết mức có thể? Chắc ông cũng vẫn làm tốt, nhưng không thể trở thành Leonardo da Vinci. Cuộc đời sẽ thiếu đi lẽ sống nó đã có, và chắc chắn mọi thứ sẽ đi theo ngã rẽ sai lầm. Thứ sức mạnh ẩn kín bên trong ông cũng giống như phần hồn ẩn kín trong bông diên vĩ ông đã kỷ hòa rất nhiều năm trước, đã giúp năng lực của ông bừng nở rực rỡ. Ông đã trung thành đi theo sự chỉ dẫn của nó tới tận cùng, và sau khi đi tròn cuộc hành trình, giờ đã tới lúc để chết. Có lẽ những từ của chính ông được viết ra trong sổ ghi chép nhiều năm trước đã trở lại với Leonardo vào cái khoảnh khắc ấy. Cũng giống như một ngày hữu ích đem đến giấc ngủ êm đềm, một cuộc đời hữu ích đem đến cái chết êm đềm. Chìa khóa để làm chủ. Trong vô số bản thể có thể có của mình, con người luôn tìm ra được một bản thể thực sự thuộc về anh ta. Tiếng gọi anh ta tới bản thể chân thực ấy là thứ chúng ta vẫn cho là thiên hướng. Nhưng phần lớn con người là chuyên tâm vào việc dập tắt thiên hướng và từ chối lắng nghe nó. Họ cố gắng tạo ra tiếng ồn trong nội tâm của mình, làm phân tán sự chú ý của bản thân nhằm không phải nghe thấy nó nữa, và họ lừa dối bản thân bằng cách thay thế cái tôi thực sự của mình bằng một con đường đời sai lầm. Rất nhiều bậc thầy vĩ đại trong lịch sử thừa nhận đã trải nghiệm một thứ sức mạnh hay tiếng gọi hay cảm nhận về định mệnh dẫn dắt họ tiến lên. Với Napoleon Bonaparte, đó là ngôi sao mà ông tin đang mọc lên khi ông thực hiện quyết định đúng. Với Socrates, đó là con quỷ ở trong ông. Một tiếng nói ông nghe thấy có thể từ các vị thần luôn nói với ông về khía cạnh tiêu cực, mách bảo ông những gì nên tránh. Với Goethe, ông cũng gọi đó là một con quỷ, một thứ linh hồn tồn tại bên trong ông, buộc ông phải hoàn thành định mệnh của mình. Vào thời kỳ hiện đại hơn, Albert Einstein nói tới một tiếng gọi nội tại định hình nên phương hướng suy đoán của ông. Tất cả đều là những biến thể khác nhau của điều Leonardo da Vinci đã trải nghiệm cùng cảm nhận về số mệnh của bản thân ông. Những cảm nhận như vậy có thể được xem như thuần túy, mang tính huyền bí, không thể lý giải hay chỉ là ảo giác hoặc hoang tưởng. Nhưng còn có một cách khác để nhìn nhận chúng như một điều rất thật, rất thực tế, hoàn toàn có thể giải thích được. Hiện tượng này có thể được giải thích như sau. Tất cả chúng ta đều được sinh ra vốn độc nhất vô nhị. Sự duy nhất này thể hiện về di truyền trong ADN của chúng ta. Chúng ta là hiện tượng chỉ đến một lần trong vũ trụ. Bộ gen di truyền chính xác của chúng ta chưa từng bao giờ xuất hiện trước đây và cũng sẽ không bao giờ lặp lại. Với tất cả chúng ta, sự duy nhất này trước hết thể hiện vào thời thơ ấu qua một số sở thích ban đầu. Với Leonardo, đó là khám phá thế giới tự nhiên quanh làng của ông và tái hiện lại đầy sức sống trên giấy theo cách riêng của ông. Với những người khác, đó có thể là sức hấp dẫn từ sớm của các khuôn mẫu thị giác, thường là dấu hiệu cho sở thích toán học trong tương lai. Hay cũng có thể là hứng thụ với một chuyển động vật lý hay hiện tượng thiên văn cụ thể. Làm thế nào chúng ta có thể giải thích được những cái thiên hướng như vậy? Chúng là những sức mạnh trong nội tâm của chúng ta, xuất phát từ một nơi sâu hơn những gì từ ngữ có ý thức diễn đạt được. Chúng thu hút chúng ta tới một số trải nghiệm và rời xa khỏi một số trải nghiệm khác. Trong khi sức mạnh nội tại này đưa chúng ta tới nơi này nơi khác, chúng ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ của chúng ta theo những cách cụ thể. Sự duy nhất sơ khởi này tất nhiên muốn bộc lộ và thể hiện mình, nhưng một số người trải nghiệm nó một cách mạnh mẽ hơn những người khác. Với các bậc thầy, cảm nhận này mạnh tới mức trở nên giống như một hiện thực nội tại, một sức mạnh, một tiếng nói, một định mệnh. Trong những khoảnh khắc thực hiện một hoạt động tương ứng với thiên hướng sâu sắc nhất của mình, chúng ta có thể trải qua ít nhiều cảm nhận này. Chúng ta cảm thấy những từ viết ra, những chuyển động vật lý chúng ta thực hiện đã tới thật nhanh chóng và dễ dàng, như thể xuất phát từ trong nội tâm của chúng ta. Theo đúng nghĩa đen, chúng ta được truyền cảm hứng inspirus. Nguyên gốc tiếng Latin của khái niệm này có nghĩa là điều gì đó từ bên ngoài trở nên sống động trong nội tâm của chúng ta. Hãy diễn giải về nó theo cách sau. Khi bạn ra đời, một hạt giống đã được gieo xuống. Hạt giống ấy là sự duy nhất của bạn. Nó muốn lớn lên, chuyển hóa chính mình và bừng nở hết tiềm năng của nó. Hạt giống ấy ẩn chứa một năng lượng tự nhiên, quyết đoán. Sứ mệnh cuộc đời của bạn là giúp hạt giống ấy nở hoa, thể hiện sự duy nhất của bản thân qua những việc bạn làm. Bạn có một sứ mệnh cần hoàn tất. Càng cảm nhận và duy trì nó một cách mạnh mẽ hơn, như một sức mạnh, một tiếng nói hay dưới bất kỳ dạng thức nào khác, bạn càng có nhiều cơ hội hoàn tất sứ mệnh cuộc đời này và đạt tới làm chủ. Điều làm suy yếu sức mạnh này, làm bạn không cảm nhận được nó hay thậm chí ngờ vực sự tồn tại của nó, chính là mức độ bạn đã bị chi phối bởi một sức mạnh khác trong cuộc sống. Áp lực xã hội buộc bạn phải tuân theo các cái chuẩn mực. Lực cản này có thể rất mạnh mẽ. Bạn muốn hòa đồng vào một nhóm, một cách vô thức bạn có thể cảm thấy điều làm bạn khác biệt thật đáng xấu hổ hay khó chịu. Cha mẹ bạn cũng thường đóng vai trò một dạng lực cản. Họ có thể tìm cách định hướng bạn tới một con đường sự nghiệp dễ kiếm tiền và thoải mái. Nếu các lực cản đủ mạnh, bạn có thể đánh mất hoàn toàn mối liên hệ với sự độc nhất của mình, với con người thật của bạn. Thiên hướng và mong muốn của bạn trở nên bị định hình theo những người khác. Điều này có thể đưa bạn tới một con đường vô cùng nguy hiểm. Bạn kết thúc bằng việc chọn một sự nghiệp không thực sự phù hợp với mình. Ước vọng và đam mê của bạn dần ra phai nhạt, gây ảnh hưởng xấu tới công việc của bạn. Bạn sẽ xem niềm vui và thành quả như những điều tới từ bên ngoài công việc, vì càng ngày càng ít để tâm tới sự nghiệp của mình. Bạn thiếu chú ý tới những thay đổi diễn ra trong lĩnh vực của mình. Bạn tụt hậu so với thời đại và phải trả giá. Vào những thời điểm cần đưa ra các quyết định quan trọng, bạn lung tung hay bắt chước theo những gì người khác đang làm vì bạn không có cảm nhận nội tại nào định hướng cho mình. Bạn đã phá vỡ mối liên hệ với sự mình của bạn vốn được hình thành khi bạn ra đời. Bằng mọi giá, bạn cần tránh cho mình số phận đó. Việc đi theo sự mình cuộc đời trong suốt chặng đường dẫn tới làm chủ, thật ra có thể bắt đầu vào bất cứ thời điểm nào trong đời. Sức mạnh tiềm ẩn trong bạn luôn chờ đó, sẵn sàng được huy động. Quá trình nhận diện sự mình cuộc đời của bạn bao gồm 3 bước. Trước hết, bạn cần kết nối lại với các thiên hướng của mình, với cảm nhận về sự duy nhất. Bước đầu tiên này do đó luôn là hướng nội. Bạn tìm kiếm trong quá khứ những dấu hiệu của tiếng gọi hay sức mạnh nội tại. Bạn gạt bỏ đi những tiếng nói khác có thể khiến bạn bị nhiễu loạn. Cha mẹ, bạn bè. Bạn tìm kiếm một hình mẫu cơ bản, một phần cốt lõi trong tính cách bản thân mà bạn cần hiểu. Càng sâu, càng tốt. Thứ hai, khi một mối liên hệ đã được xác lập, bạn cần nhìn vào con đường sự nghiệp bạn đang trải qua hay sắp bắt đầu. Việc lựa chọn con đường này hay tại định hướng nó có vai trò tối quan trọng. Để giúp lựa chọn đúng trong bước này, bạn cần phải mở rộng cách nhìn nhận của mình về công việc. Chúng ta thường xuyên bị chia cuộc sống của mình, một bên là công việc, bên kia là cuộc sống bên ngoài công việc, nơi chúng ta tìm thấy nguồn vui và cảm giác tròn vẹn thực sự. Công việc thường được coi như phương tiện kiếm tiền để chúng ta có thể tận hưởng một cuộc sống thứ hai. Cho dù ít nhiều hài lòng từ sự nghiệp của mình, chúng ta vẫn có xu hướng tách riêng cuộc sống của mình theo cách này. Đây là một thái độ đáng buồn vì nói cho cùng chúng ta dành một phần lớn cuộc đời mình khi không ngủ cho công việc. Nếu chúng ta coi quãng thời gian này như một thứ cần trải qua trên con đường dẫn tới thú vui thực sự, khi đó thời giờ chúng ta làm việc chỉ là lãng phí, mang tính bi kịch đối với thời gian ngắn ngủi chúng ta có để sống. Thay vào đó, bạn cần xem công việc của mình như một thứ hứng thú hơn, như một phần thiên hướng của mình. Nguồn gốc của từ thiên hướng vocation xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là gọi hay là được gọi. Việc sử dụng khái niệm này liên quan tới công việc bắt đầu từ đầu kỷ nguyên Kitô giáo. Một số người được triệu gọi cho cuộc đời tu hành thiên triệu, đó là thiên hướng của họ. Họ có thể nhận ra điều này theo nghĩa đen thông qua nghe thấy tiếng gọi từ Chúa, người đã lựa chọn họ cho con đường hiện dâng. Theo thời gian, cách diễn đạt này trở nên thế tục, được áp dụng cho bất cứ ngành nghề hay nghề nghiệp nào mà một người cảm thấy phù hợp với mối quan tâm của mình, nhất là một nghề chân tay. Xong, lần này chúng ta trở lại với nghĩa gốc của khái niệm thiên hướng, vì nghĩa này gần gũi hơn với ý tưởng về sứ mệnh cuộc đời và làm chủ. Tiếng gọi thúc giục bạn trong trường hợp này không nhất thiết từ Chúa mà từ trong sâu thẳm nội tâm của bạn. Nó xuất phát từ cá tính của bạn, nó cho bạn những hoạt động phù hợp với tính cách của bạn. Đến một thời điểm nào đó, nó sẽ mời gọi bạn tới một việc làm hay sự nghiệp cụ thể. Công việc của bạn khi đó sẽ kết nối sâu sắc với con người bạn, chứ không còn là một phần tách biệt của cuộc đời bạn nữa. Khi đó, bạn có được cảm nhận về thiên hướng của mình. Cuối cùng, bạn phải thấy sự nghiệp hay con đường thiên hướng của mình như một cuộc hành trình với nhiều khúc quanh, ngã rẽ hơn là một đường thẳng tắp. Bạn bắt đầu bằng cách lựa chọn một lĩnh vực hay vị trí tương đối phù hợp với thiên hướng của mình. Vị trí khởi đầu này cho bạn cơ hội để hoạt động cũng như những kỹ năng quan trọng cần học. Bạn không cần phải bắt đầu bằng một thứ quá cao siêu, quá tham vọng. Bạn cần kiếm sống và tạo lập ít nhiều sự tự tin. Một khi đã bước vào con đường này, bạn khám phá ra một vài khía cạnh mà bạn thấy hấp dẫn, trong khi những khía cạnh khác của lĩnh vực làm bạn hoàn toàn dửng dưng. 3. Bạn điều chỉnh và có thể chuyển sang một lĩnh vực khác có liên quan, tiếp tục tìm hiểu về bản thân, nhưng luôn mở rộng nền tảng kỹ năng của mình. Giống như Leonardo, bạn biết những gì bạn làm cho người khác thành của mình. Cuối cùng, bạn sẽ bắt gặp một lĩnh vực cụ thể, một vị trí thích hợp, một cơ hội tương xứng hoàn hảo với bạn. Bạn sẽ nhận ra nó khi tìm thấy, vì nó sẽ làm lóe lên trong bạn một cảm xúc tò mò và phấn khích như thời thơ ấu. Bạn sẽ cảm thấy đúng là nó. Một khi tìm thấy nó, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Bạn sẽ học hỏi nhanh hơn, sâu sắc hơn. Kỹ năng của bạn sẽ đạt tới cấp độ mà tại đó bạn có thể thể hiện tính độc lập của mình từ trong nhóm nơi bạn đang làm việc và chuyển thành tự chủ. Trong một thế giới có quá nhiều điều chúng ta không thể kiểm soát, điều này mang tới cho bạn thực quyền lực tối thượng. Bạn sẽ quyết định tinh thể của mình, là bậc thầy của bản thân. Bạn không còn phải chịu đựng nữa những trò trại tình trại nết của ông chủ, độc tài hay các đồng nghiệp thủ đoạn. Điều này nhận mạnh vào sự duy nhất của bạn. Và sự mạnh cuộc đời có vẻ là một khái niệm nên thơ, chẳng có chút cơ sở thực tế nào. Nhưng trên thực tế, khái niệm này lại rất có ý nghĩa trong thời đại sống của chúng ta. Chúng ta đang bước vào một thế giới trong đó chúng ta càng ít có khả năng trông cậy hơn vào chính phủ, cộng đồng, gia đình hay bạn bè để giúp đỡ và bảo vệ chúng ta. Thế giới trở thành một môi trường toàn cầu hóa, khắc nghiệt, đầy cạnh tranh. Chúng ta cần học cách tự phát triển bản thân. Đồng thời, đây cũng là một thế giới đầy rẫy các vấn đề nghiêm trọng và cơ hội có thể được giải quyết và nắm bắt tốt nhất bởi những người năng động, những cá nhân hay nhóm nhỏ có suy nghĩ độc lập, thích ứng nhanh và sở hữu tầm nhìn độc đáo. Những kỹ năng mang tính cá nhân đầy sáng tạo của bạn sẽ là một phẩm chất hàng đầu. Các bạn thân mến, hãy nghĩ như sau. Điều chúng ta thiếu nhất trong thế giới hiện đại là cảm nhận về một lẽ sống lớn hơn cho cuộc đời của mình. Trong quá khứ, tôn giáo có tổ chức thường mang đến điều này. Nhưng ngày nay, phần lớn chúng ta sống trong một thế giới thế tục. Nhân loại là một sinh vật độc nhất vô nhị. Chúng ta cần xây dựng cái thế giới riêng của mình. Chúng ta không chỉ đơn thuần phản ứng lại các biến cố từ bản năng sinh học của mình, Nhưng nếu không có cảm nhận về phương hướng, chúng ta có xu hướng lúng túng. Chúng ta không biết làm cách nào để tận dụng và tổ chức thời gian của mình. Dường như cuộc sống chúng ta không có mục đích cụ thể nào. Có thể chúng ta không ý thức được sự trống trải này, nhưng nó vẫn tác động tới chúng ta theo đủ cách. Cảm thấy được kêu gọi thực hiện điều gì đó là cách tích cực nhất với chúng ta để mang đến cho mình cảm giác về lẽ sống và định hướng. Đó là một cuộc tìm kiếm giống như tôn giáo cho mỗi chúng ta. Cuộc tìm kiếm này không nên bị xem là ích kỷ hay chống lại xã hội. Trên thực tế, nó có liên hệ với một điều lớn lao hơn cuộc sống cá nhân của chúng ta. Sự tiến hóa của chúng ta với tư cách một loài phụ thuộc vào khả năng sáng tạo, một lượng lớn kỹ năng và cách nghĩ đa dạng. Chúng ta phát triển mạnh mẽ như hoạt động tập thể của những con người cộng hiện tài năng cá nhân của họ. Không có sự đa dạng này, một nền văn hóa sẽ chết. Sự độc nhất của bạn khi ra đời là dấu ấn của sự đa dạng cần thiết này. Theo mức độ nuôi dưỡng và bộc lộ của nó, bạn đang hoàn thành một vai trò sống còn. Thời đại của chúng ta có thể nhấn mạnh đến sự bình đẳng, điều khiến chúng ta nhầm tưởng thành sự cần thiết phải làm cho mọi người giống hệt nhau. Nhưng ý nghĩa thực sự của khái niệm đó là sự bình đẳng về cơ hội cho mỗi người được thể hiện nét khác biệt của họ để ngàn hoa đua nở. Thiên hướng của bạn còn hơn là công việc bạn làm. Nó kết nối chặt chẽ với phần sâu kín nhất của con người bạn, là biểu hiện của sự đa dạng lớn lao trong tự nhiên và trong văn hóa nhân loại. Theo nghĩa này, bạn phải xem thiên hướng của mình như một điều thật nên thơ và một nguồn cảm hứng. Khoảng 2.600 năm trước, thi sĩ Hy Lạp cổ đại Pindar đã viết: hãy trở thành chính mình bằng cách hiểu con người của bạn. Ý nghĩa của ông là bạn được sinh ra với phẩm chất và khuynh hướng cụ thể đánh dấu bạn như một phần của định mệnh. Đó là cốt lõi con người của bạn. Có những người không bao giờ trở thành con người thật của họ. Họ không tin vào chính mình. Họ buông xuôi theo sở thích của người khác và cuối cùng đeo lên một tấm mặt nạ che kín bản chất thực của mình. Nếu bạn cho phép bản thân tìm hiểu con người thực sự của mình bằng cách chú ý tới tiếng gọi và sức mạnh bên trong bản thân, khi đó bạn có thể trở thành con người định mệnh muốn trở thành, một cá nhân, một bậc thầy. Bạn rất là hay trong phần thiên hướng cuộc đời, sự mệnh cuộc đời. Thực ra gì ạ, thiên hướng đó chính là cái gì ạ, cái lời kêu gọi, lời mời gọi. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu sai cách ấy, chúng ta hiểu sai ấy, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là thiên hướng là lời kêu gọi từ người khác. Ví dụ như là lời kêu gọi từ Chúa, lời kêu gọi từ Phật, lời kêu gọi từ những cái bậc vĩ nhân đi trước. Nó đang kêu gọi chúng ta và kêu gọi chúng ta để đi theo con đường của họ. Rất nhiều người chúng ta đang hiểu sai cái ý nghĩa đó. Tức là chúng ta đang hiểu thiên hướng lời mời gọi từ những cái người bên ngoài, từ những cái quan điểm, những cái con đường bên ngoài. Nhưng thực sự nếu hiểu đúng bản chất ấy, thì thiên hướng phải là lời mời gọi từ trái tim, từ bản thể của chúng ta. Chúng ta cần kích hoạt cái lời mời gọi đó ở trong chính bản thể của chúng ta. Và để kích hoạt được cái lời mời gọi đó, chúng ta phải trở về với bản thể của chúng ta, trở về với con người của chúng ta. Phải gì nè? Phải trở về bằng được. Và khi trở về, hiểu được những cái khổ đau, những cái vấn đề, những cái gì nè, những cái hệ thống niềm tin ở bên trong chúng ta ấy, thì khi đó chúng ta mới gì nè, chúng ta mới có thể bỏ đi cái tôi, cái bản ngã. Và chính cái lúc đó các bạn cũng tìm thấy được cái thiên hướng đích thực của cuộc đời mình. Hay nói cách khác, đó là các bạn đã nhấn nút kích hoạt cái tiềm năng phi thường, một cái điểm vô cùng quan trọng. Kích hoạt cái tiềm năng phi thường ở bên trong chúng ta. Và chúng ta hãy luôn nhớ rằng chúng ta là một thực thể độc nhất vô nhị. Không có ai trên cuộc đời này giống chúng ta hoàn toàn. Đấy. Chúng ta có một cái cấu trúc gen, một cái ADN duy nhất. Và chúng ta cần phải chứng tỏ cái sự khác biệt này bằng việc là gì nè? Quay về bên trong, hiểu thấu cái tâm trí, tâm thức của chúng ta, để từ đó kích hoạt cái tiềm năng phi thường trong con người của bạn. Đừng tìm kiếm sự phi thường từ những con người khác. Đừng tìm kiếm sự phi thường ở bên ngoài. Đừng tìm kiếm sự phi thường của những bậc thầy vĩ nhân. Đừng đi trên con đường của họ. Hãy đi trên con đường của chính bạn. Con đường làm chủ.